Dương Nguyễn Mậu Thương, chào mừng các bạn đến với chuyên mục đáp thần số 547. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi 12039 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 4534 trong hỏi đáp hình số 402. Câu hỏi 12040, năm nay em 20 tuổi và đã đi tập được 6 tháng. Lịch học của em phần lớn là buổi chiều. Em có thói quen là hay thức khuya, có khi tận 2 đến 3 giờ sáng mới ngủ, gần trưa thì em mới dậy. Em luôn ngủ đủ giấc. Vậy anh chị cho em hỏi là thức khuya nhiều thì nó có ảnh hưởng gì không? Nói chung bạn thức khuya mà bạn ngủ đủ, ngủ sâu á thì anh không nghĩ là sẽ ảnh hưởng cái gì. Đó. Anh thì anh là thức khuya hơn bạn 3-4 giờ sáng mới ngủ lại chuyện bình thường. Đó. Và bao nhiêu năm nay mà anh còn già hơn bạn nữa mà anh vẫn tập tạ được, bây giờ vẫn quay hỏi đáp được thì cuộc sống của anh nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Đó, quan trọng là giấc ngủ của bạn nó đủ và nó sâu là ok, không phải lăn tăn. Câu hỏi 12041, anh Duy cho em hỏi liều lượng caffeine giữa Dimaburn Extreme và Lipo 6 cái nào mạnh hơn? Đối với người tập buổi sáng như em mà hơi có dấu hiệu dị ứng caffeine mức độ nhẹ như nôn nao hay là hơi mắc ói thì nên là ăn xong rồi một lúc sau xài Lipo 6 rồi 30 phút nữa đi tập, hay là cứ ngủ dậy xài Lipo rồi lúc sau mới ăn, chấp nhận bị nôn nao chóng mặt để được đúng như nhà sản xuất đã chỉ định? Bây giờ vậy, 4 viên Dimaburn caffeine sẽ cao hơn 2 viên Lipo và ngược lại. Nếu mà so 2-2 nhau thì Lipo nó knock out kìa cái 1. Nhưng mà kia nó kéo tới 4 thằng lần. Thằng này có 2 thằng, thằng này nó thua một chút xíu. Đó. Thì bây giờ trường hợp của bạn á, là bạn bị gọi là nôn nao caffeine á, thì tại sao phải lăn tăn đúng không? Ăn xong ngủ, kệ nó, tôi quan trọng tôi sức khỏe, tôi quan trọng là tinh thần để tôi làm việc khác. Đó, chứ giờ mà đúng giờ xuất không, cái đầu cứ quay mòng không mà ăn được gì nó còn kẹt dữ nữa nha bạn. Câu hỏi 12042, anh Duy cho, xin lỗi anh Duy xem giúp em lịch tập này có ổn không? Mà anh Duy tự xem cho dễ hình dung, chứ chị đọc anh dối lắm. Bây giờ anh muốn xem hay là anh muốn em đọc? Thôi em đọc đi, giận mắt mở hết lên nè. Câu hỏi, xin lỗi, buổi 1 là sáng là bạn tập ngực, chiều tập tay. Rồi, sáng ngực chiều tay. Một ngày bạn tập 2 buổi. Rồi, sáng ngực chiều tay, rồi sao nữa? Buổi 2, sáng lưng chiều bụng. Rồi, ok. Buổi 3, vai. Buổi 3 là bạn tập 1 buổi thôi. À. Buổi 4 là sáng tay chiều bụng. Buổi 5, chân mông đùi. Buổi 6, vai chiều bụng. Buổi 7, ọp. Bạn này chắc đang thất nghiệp xong rảnh nha bạn. Đúng không? Em tập cường độ cao và tạ khá nặng. Sau mỗi buổi tập em đi bộ 1 phút chạy 1 phút trong 15 phút. Sau đó em có uống whey gold. Đáng lẽ thì em chỉ tập 5 buổi, bụng em cố định tuần 3 buổi. Phần tay và vai em chưa hài lòng lắm nên em thêm vào chiều buổi 1 tập tay. Buổi 1 tập tay và chiều buổi 6 tập vai. Anh xem giúp em. Nói chung là tập của bạn ổn, ok ha. Nhưng mà anh có một cái là anh tiếc sao bạn rảnh bao tập nhiều quá. Đó, thời gian này thời gian ta kiếm việc, ta làm kiếm tiền. Thì bạn đang nói là bạn chưa hài lòng lắm. Chưa chứ trời ơi, từ từ đi bạn, khó khăn quá, gym cả đời. Chứ phải gym một ngày hay tháng là đúng không? Bạn được cái vai bạn to, bạn được cái tay bạn đẹp mà bạn không có tiền túi. Dân hồ cũng đâu coi bạn ngày gì đâu đúng không? Thì giờ giả sử nhà bạn giàu thì anh không biết. Nhưng mà giờ nhà có giàu thì chăng nữa mình phải lao động, mình phải làm chứ. Tập mũi thì tập gì ghê vậy? Đó. Nếu mà bạn vận động viên thì coi như nãy giờ nói anh nói hơi quá ha. Còn nếu mà bạn là người bình thường thì nó quan trọng cuộc sống nữa. Nên anh thấy bạn không đơn giản là tập một buổi là nó tốn một tiếng đâu. Nó còn những cái gọi là những cái dư âm của buổi tập, những cái hệ lụy của buổi tập nữa. Bạn tập một buổi, bạn tập ngày hai buổi chắc còn mất luôn cả ngày rồi. Thiệt đúng không? Bạn nào đi tập thì bạn sẽ thừa hiểu là quá trình chuẩn bị cho buổi tập. Đi tập rồi còn ăn uống, còn khởi động, rồi còn tập xong để phải cool down, quá trình, nghỉ ngơi, đúng rồi, quá trình, dinh dưỡng. Quá trình chuẩn bị ở nhà đó là ăn uống rồi thay đồ này nọ rồi sắp xếp phòng tập xong rồi còn có quá trình phục hồi là về nhà tắm rửa rồi ăn uống rồi nằm thư giãn một tí xíu nữa. Đó, nên mà ăn sáng làm cái cuốc, chiều còn làm thêm cuốc nữa là bạn có giữ rồi. Câu hỏi 12043, anh Duy cho em hỏi là nếu mình không ăn low carb mà vẫn thấp hơn lượng cali bình thường thì có giảm mỡ được không? Calori hả? Đương nhiên giảm bình thường gì đâu, liên quan gì tới low carb đây. Miễn là ăn thấp hơn calori là nó sẽ giảm năng lượng thôi, quy tắc. Câu hỏi 12044, anh tư vấn giúp em, năm nay 26 tuổi, cao 1m62, nặng 60kg, tỷ lệ mỡ 20%. Em định đi tập thể hình để giảm mỡ xuống 15% và tăng cơ bắp. Vậy em phải tập chương trình nào và dùng thực phẩm bổ sung là gì để được hiệu quả nhất?
Lúc trước em có tập thể hình được 2 tháng rồi bỏ vì tập theo phong trào nên không kiên trì. Giờ hả? Nói chung thì giờ bạn mới tập thì bạn tập giáo tiểu học chứ gì giờ, đúng không? Tập giáo tiểu học rồi cardio để giảm mỡ. Thì phong bổ sung nên dùng gì? Căn bản nhất là một protein hoàn chỉnh hay là một năng lượng, một cái dinh dưỡng hoàn chỉnh. Có thể gợi ý bạn là lean body và một cái reward cao, mà trong giai đoạn này reward cao là thế giới của Olymp. Câu hỏi 12045. Em là boy 20 tuổi, cao 1m7, nặng 57kg. Em đam mê tập gym từ nhỏ. Em muốn có một body đẹp, nhưng vì không có đủ điều kiện để đến phòng tập nên em chỉ tập luyện ở nhà với 3 bài tập cơ bản, đó là chạy bộ, hít đất và gập bụng. Ngày nào em cũng tập đi tập lại 3 bài này, liệu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Em tập chạy bộ để giảm mỡ bụng và gập bụng để có 6 múi, nhưng không hiểu sao em chạy bộ muốn tàn hình luôn mà bụng em vẫn còn mỡ. Em thấy cái gì cũng giảm nhưng chỉ riêng vùng bụng là không thấy giảm. Thì bây giờ bạn cái gọi là cái, những cái bài tập của bạn đôi khi mà bạn chạy nhiều quá về bạn ăn cơm nhiều nó rất là nhẹ nhàng, đúng rồi. Thì giống như Thương nói là bạn tập nhiều bạn nhiều nó cũng vậy, nó khỏe hơn thôi, nhưng mà nó nói chung là nó cũng không được đẹp đâu đó. Rồi giờ bạn muốn giảm mỡ bụng đó thì bạn cố gắng coi là cái chuyện bạn ăn uống á có đủ hay không. Nhưng mà bạn tập thiếu nhiều lắm nha, bạn chỉ mới là chạy bộ gập bụng với tập hít đất thôi. Hít đất thì nó còn bài đối lập với nó là đu xà, đúng không? Rồi ở nhà bèo bèo kiếm gì nặng khiêng bạn, tập lưng, tập rô, tập deadlift này nọ kia, cục đá cũng được, cái bàn cái ghế cũng được. Nói chung á thì bạn phải chơi thêm. Bạn lên theo online.com.vn á, bạn kiếm những lịch, những cái bài tập về các nhóm cơ đó, rồi xong rồi bạn bắt trước ở nhà, ví dụ cục tạ bao bèo tôi cũng có, tôi thấy cái ghế tập ghế, ví dụ ghế gỗ đi nặng mười mấy ký bằng giỡn các bạn đó, thì mình tập, hoặc là cục đá, hoặc là cành cây, hoặc là cái gì, nói chung là cái gì nó nặng nặng được thì mình chế là được, mình chơi hết á. Nên bạn phải đa dạng bài tập hơn thì nó sẽ có cơ. Còn cái việc chạy bộ thì giảm mỡ là đúng rồi, nhưng mà giảm không được do bạn ăn chưa được chuẩn. Câu hỏi 12046. Xin chào Duy Nguyễn và Hương Trần. Đây là lần thứ 2 tôi đặt câu hỏi. Sau 1 năm song hành tập luyện cùng với các bạn, tôi đã có một chút thành công trong tập gym và tôi cũng rất cảm ơn các bạn cho tôi kiến thức bổ ích. Nhưng giờ do công việc nên tôi chỉ tập luyện tuần có 2 buổi và sau 4 tháng tỷ lệ mỡ của tôi từ 20 lên 18%. Nay quyết cho lượng mỡ giảm, tôi đã sử dụng Lipo 6, Lean Body và lịch tập thứ 2 chạy, thứ 4 chạy, thứ 6 chạy, thứ 7 tập ngực bụng, chủ nhật lưng và cầu vai, như vậy có ổn không? Mong Duy tư vấn giúp, tôi năm nay 42 tuổi, cao 1m72, nặng 70kg. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Được rồi anh, nói chung lịch của anh vậy là ok rồi. Anh cứ thứ nhất là kiên trì và thứ hai nữa là chú ý vấn đề dinh dưỡng và vấn đề giấc ngủ thôi. Tại vì sao? Tại vì anh không có tập chân, anh chạy quá trời rồi. Anh chạy là gián tiếp tập chân rồi, mặc dù nó không được nặng như là những cái bài mà với tạ, nhưng mà cái khối lượng cơ thể của anh nó rộng xuống hai cái đôi chân ầm ầm mà trong bao nhiêu ngày, 3 ngày đúng không, 3 ngày chạy rồi cơ lưng cơ ngực rồi ok, vai ok được rồi thì lên tập vậy là ổn. Cứ quỹ thời gian của anh sắp xếp như vậy là rất là tốt. Rồi cái vấn đề còn lại là chú ý vấn đề dinh dưỡng, vấn đề nghỉ ngơi mà thôi anh ơi. Câu hỏi 12047. Em có thắc mắc là thỉnh thoảng em uống whey muscle infusion hoặc ISO xong là lại đi vệ sinh nặng, cho em hỏi là như vậy thì có bị gì không ạ, hay là do không tiêu hóa được nên mới thải ra? Đi vệ sinh nặng là sao em? Sao anh lại dùng, anh ấy quá ngây ngô với cái cách dùng từ của bạn nhỉ? Không, khi bạn dùng từ của miền Bắc anh nghe đâu hiểu, nghe câu nào cũng hiểu đâu em. Nặng hay là nặng? Tôi nghĩ là trong trường hợp này có thể là do bạn uống thiếu nước ấy. Bạn uống thiếu nước thì cái protein bao giờ nó cũng cần rất là nhiều nước để có thể là chuyển hóa và hấp thu. Thế nếu mà bạn uống thiếu nước quá thì hoặc là trong chế độ ăn uống của bạn ít sơ thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái việc đó. Còn nhưng mà Hương chưa hiểu của bạn là đi nặng ở đây tức là khó hay là đi theo kiểu như là giống như là nó không có đẹp, nó không có tốt. Đó thì chưa hiểu là nó đang ở trong tình trạng nào, là nó khó khăn hay là nó bị lỏng. Mà nếu nó bị lỏng thì ISO, muscle infusion thì nó không có gây ra những cái hiện tượng gì mà dẫn đến đầy hơi hay sình bụng cả. Thì Hương nghĩ là nếu mà đi lỏng mà thêm đau bụng nữa là có thể là bạn do bạn xài chưa quen, xài ít liều lại. Bạn xài liều thấp lại. Với phần khi bạn xài bạn kết hợp bạn ăn thêm một cái gì đó. Đó, ví dụ giờ bạn xài mình nó không bị đúng không? Giờ bạn kết hợp với trái bắp cục xôi hay là cái gì đó, chung một chén cơm cũng được. Nói chung bạn kết hợp chung một cái gì đó
nó để làm cho còn cơ thể còn quen. trong trường hợp mà cái dạng mà giống như là nó ra mà hơi khó khăn đó thì Hương nghĩ là bạn nên kiểm tra lại cái chế độ dinh dưỡng của bạn, thiếu sơ thiếu nước đúng không? Thiếu sơ thiếu nước, tại vì giống như các cụ ngày xưa thì cứ hay hay nói là gì, ăn nhiều thịt, ăn 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 nhiều đồ đạm quá mà không chịu ăn sơ nhiều, không chịu ăn rau, không chịu uống nước thì nó cũng sẽ có kết quả như vậy. Các bạn thử kiểm tra lại xem chế độ dinh dưỡng của mình nó đã đủ những cái thành phần như Hương nói hay chưa. Câu hỏi 12048. Chào anh Duy, chị Hương cùng toàn thể Thể Hình Online, em có một vài dòng tâm sự muốn chia sẻ với anh chị. Trước đây body em cứ phải nói là béo ú, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, thuốc lá các kiểu. Nhưng từ khi biết đến anh Duy trên YouTube, đó cũng là lúc người yêu em chia tay vì lý do quá béo. Em đã quyết tâm giảm cân sau 6 tháng tập luyện cật lực cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Em đã giảm từ 80 xuống 69 kg. Body em giờ đã lean hơn, đẹp hơn trước. Ai gặp em cũng há hốc mồm. Rượu bia thuốc lá cũng từ đó mà em chia tay hẳn. Ai có rủ em quyết không dính vào nó nữa. Em xin cảm ơn anh Duy đã có những dẫn dắt đúng đắn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em nói riêng cũng như tất cả anh em tập gym nói chung. Chúc anh ngày càng thành đạt và đẹp trai hơn nữa. Ở đây chỉ là một cái tâm sự lột xác của một bạn gymmer. Rồi, giờ tôi nói tóm lại, những bạn nào thứ nhất á là đang bị dư cân. Thứ hai nữa là mà tình cảm nó là gọi là cơm không lành mà canh không ngọt rồi á. Và thứ ba nữa là rượu chè thuốc lá. Thì noi gương bạn này mà học để cứu vãn tình hình được kịp thời nha, không gấu bỏ đi kiếm gấu khác hơi bị cực á. Đôi khi Hương cảm thấy có một cái điều gì đó rất là tiếc nuối. Tại vì cho đến lúc này hiện tại vẫn còn rất nhiều phụ nữ họ đang phải than vãn phàn nàn về đức lang quân của mình. Tại sao mà đã có con rồi mà cứ suốt ngày là hút thuốc lá với lại rượu chè. Mà hút thuốc lá thì ảnh hưởng đến đến con cái, cái những cái bệnh liên quan đến phổi. Nhưng mà thật là khó khăn làm sao khi mà bản thân họ chưa tiếp xúc với gym, đúng không? Nếu mà họ tiếp xúc với gym thì những đức lang quân đó em nghĩ là sẽ bỏ hẳn được rượu bia với lại thuốc lá, Bởi thậm vì chí còn không đi nhậu luôn. gym nó hay hơn cái á, là bạn sẽ khỏe hơn, bạn sẽ đẹp hơn và bạn sẽ đáng yêu hơn nữa. Thí dụ giờ các bạn á, để ý các bạn chơi game đi cũng là giải trí đúng không, cũng là tốn tiền chứ không phải là không tốn đâu bạn. Game tốn tiền hơn gym đó, anh chơi rồi anh biết đó. À thế à? Nó thật với các bạn, anh bỏ tiền vô vô vô, vô gym á là một, nhưng mà nếu mà đụng tới game là bỏ từ 10 tới 20 thôi chứ không có nào mà dưới hết á đó. Nên cái chuyện game á là thứ nhất là tốn tiền, và thứ hai là những cái nào mà lúc căng thẳng hút thuốc ngát dữ nữa đó. Tức là mình vừa hút thuốc vừa chơi Đúng game rồi, tập trung nhiều khi căng thẳng gì đó người ta hay hút thuốc à? Đúng rồi, giống như đúng. là chơi chơi chinh chiến là phải suy nghĩ chiến lược Nhưng đúng cái đó anh không? chẳng biết, anh không hút thuốc, anh không có biết, nhưng mà thấy như vậy đó. Nên chơi game thứ nhất là mất tiền, hai mất luôn sức khỏe Rồi, phải phải đó. uống thêm cà phê để cho tỉnh táo, nó chơi Còn suốt ngày mà. ví dụ giờ mình nói mình chơi gym, gym nếu mà dùng chơi chơi gym á là phải phải đầu tư chứ phải không nữa nha bạn. Thế là phải có một bộ full giáp hoàng kim để đi chinh chiến nè, rồi phải thực phẩm bổ sung, rồi phải ăn uống này nọ kia. Nói chung là chơi gym cũng tốn tiền, nhưng mà đổi được cái có sức khỏe, đổi được cái những cái yếu tố khác là mình gỡ gạc trong cuộc sống Sức đó. khỏe, vóc dáng đúng không? Đúng Và mình rồi, có một cái nền nếp thói quen sinh hoạt nó lành mạnh chính hơn. xác, nó không phải thằng thánh gym mà thật sự gym nó vậy. Chúng ta vào câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12049. Chào anh Duy và chị Hương, em là con trai 16 tuổi, cao 1m7, nặng 50 kg. Em đã đi tập thể hình ở phòng tập được mấy buổi. Em tập chạy bộ, đạp xe và tập cái máy di chuyển kết hợp tay và chân. Em không biết tên máy này. Rồi xong Huấn luôn. luyện viên bảo em tập thế trong vòng 1 tuần. Em xin hỏi anh chị là tập như vậy đã đúng chưa? Em đang muốn tăng cân và tăng chiều cao và mà không biết là có những cách tập nào nữa giúp tăng cân và chiều cao phù hợp với lứa tuổi của em. Nói chung á, thì huấn luyện viên của bạn chỉ cho bạn chạy cardio thôi, chưa thấy đụng tới bài tập thể hình nha. Đó thì bạn nói chung là giờ bạn đi học tập thể hình thì bạn nên tập thể hình là chủ đạo. Còn bạn đang ốm nhách như vậy, cardio là phụ thôi, có thể gọi là phụ đạo cũng được nữa. Đó, bạn phải tập gym là chính, cardio là phụ, mà tập ít ăn nhiều, đó là cái công thức mà bạn đã quá gầy rồi mà ăn mà nhắm không lên nữa thì bạn phải dùng tới mass cao năng lượng là phần bổ sung chủ đạo để thoát gầy. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại chương mục hỏi đáp số 547. Chú Nguyễn và tôi Hương xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một hỏi đáp thần số tiếp theo. Ngày em bước đến đây.
Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.